trong căn phòng xa hoa này cô bé này lại không ngủ vì cô ấy cảm thấy mình không xứng đáng thay vào đó cô vui vẻ ngủ trên mặt đất vì sàn nhà ở đây không cứng đây là lần đầu tiên ivaner được đối xử tốt như thế này ngày xưa cô chỉ có thể ngủ đi ngủ lại ở sàn nhà tù cứng và ẩm ướt cô bé này rõ ràng phải là công chúa xinh đẹp nhất trong vạn người nhưng đã phải ở to từ khi mới 3 tuổi thứ duy nhất cô bé học được là chịu đựng nỗi đau bởi vì chỉ bằng cách này để chúng mới có thể lấy đi sức mạnh của cô ấy cuộc đời của ivaner chỉ toàn là bóng tối và những nỗi đau Cuối cùng ở tuổi 18 khi sức mạnh phép thuật của cô đã cạn kiệt, Ivana nghĩ rằng mình đã có thể được tự do, nhưng mọi người lại muốn vắt kiệt chút giá trị cuối cùng của cô, dâng nàng làm vật dâng lên cho thánh nhân. Ivana thậm chí đã nghĩ rằng mình sẽ chết, nhưng cô ấy đã được tái sinh. Cô gái gục xuống trốn dưới gầm giường, cô không hiểu tại sao mình lại mơ thấy một giấc mơ đẹp như thế này, nhưng may mắn trong giấc mơ ấy, cô gặp lại người mẹ đã mất khi còn trẻ của mình. Cô con gái khóc nức nở trong vòng tay người mẹ, cảm nhận chút tình mẫu tử ấm áp thiếu thốn từ khi còn bé nhưng nào có giấc mơ ngọt ngào nào lại không tan vỡ những người có nhiệm vụ bảo vệ thường dân gọi là hiệp sĩ đã đột nhập vào nhà ivaner cô định chạy trốn đi vì biết mình có loại sức mạnh vô hạn bao người thèm khát nhưng không ai dạy cô cách sử dụng sức mạnh này ngay khi cô đang lặng lẽ khóc chấp nhận số phận của mình cuối cùng cũng có người đến cứu ivaner tuy nhiên body cô gái ấy đã phải chịu quá nhiều tổn thương những ký ức đó khiến cô không thể nào quên được cô bé rút vào một góc toa xe không dám mở mắt nhìn khung cảnh tự do bên ngoài cửa sổ chỉ dám co mình thành một cục bột nhỏ xe dừng lại trước dinh thự công tước ivaner chậm rãi bước xuống với đôi chân trần cuối cùng cô cũng nhìn thấy mặt trời cô khao khát từ rất lâu nhưng ivaner đột nhiên thấy sợ hãi khi một người đàn ông lạ bước tới chỗ cô theo phản xạ do phải chịu giày vào cô bé liền rụt người lại nhưng phát hiện đối phương có một đôi mắt mèo màu vàng giống như con búp bê mà mẹ để lại cho cô ivaner nhìn người đàn ông trước mặt cung điện tưởng chừng sang trọng nhưng không chút hơi ấm trong mắt cô nó giống như chuyển một nhà tu khác nhưng căn phòng lộng lẫy này mang lại cho ivaner cảm giác thân thuộc cô co do trong góc và lại thu mình lại lần nữa cho đến khi cô hầu gái bưng đồ ăn bước vào ivaner theo bản năng tưởng những ngày đau khổ lại sắp bắt đầu nhưng khi ngước lên cô bé thấy những chiếc bánh mì ngọt và tỏa ra mùi thơm nước mũi ban đầu cô bé còn có chút do so dự bởi vì nó trông không giống một công cụ để oánh người khi nghe người phụ nữ nói đây là đồ en ivaner liền thèm chảy rãi với đôi mắt tinh tường và đôi tay nhanh nhẹn cô cầm lấy một chiếc nhét vào miệng nhưng đột nhiên vô tình chạm phải cốc nước dây tiếp theo cốc nước rơi xuống đất và vỡ tan ivaner liền choáng váng từ trải nghiệm đau khổ khi bị cầm tỏ lúc 3 tuổi của cô nếu làm sai điều gì thì phải quỳ xuống cầu xin sự tha thứ, bằng cách này sẽ giúp cô ít bị oánh hơn. Nhưng người giúp việc ngạc nhiên nhìn Ivana, cô thật khó có thể tưởng tượng được rằng tiểu thư bé bỏng nhà mình rốt cuộc đã phải sống cuộc sống như thế nào. Ivana ôm lấy chân người giúp việc và cầu xin sự tha thứ. "Tiểu thư, không sao đâu." Nhưng điều này càng khiến cô bé hiểu lầm, cô càng cầu xin lòng thương xót tha thiết hơn. "Làm ơn xin đừng oánh ta, nó sẽ không xảy ra lần nữa đâu tiểu thư." Cô giúp việc cảm thấy tim mình đau nhói. Cô bé 3 tuổi này, vậy mà cầu xin lòng thương xót thật thuần thục như vậy. Nhưng trên đời này không có sự đồng cảm thực sự, điều này càng khiến người phụ nữ cảm thấy khó chịu hơn. Cô mong tiểu thư có thể hiểu hết được lời mình nói. Giọt nước mắt của người phụ nữ rơi xuống mâu bàn tay của Ivana, cô ấy không quan tâm đến hình tượng của mình, an ủi vỗ về Ivana bình tĩnh lại, "Không sao đâu tiểu thư, ai cũng có lúc vô tình làm vỡ cốc, vì thế đó không phải là điều sai trái, ở đây sẽ không có ai oánh người cả, tất cả rồi sẽ ổn thôi mà." Ivana ngước đầu lên với ánh mắt hoài nghi, đây là lần đầu tiên cô không bị oánh vì làm sai điều gì đó rất nhanh bác sĩ trong gia đình công thức đã đến trên body tiểu thư dày đặc những vết thương vết thương body thì có thể chữa lành nhưng những chấn thương về tâm lý thì rất khó để lành lại người giúp việc hiểu việc thường xuyên bị dày vò khi còn bé chắc cô bé đã chịu khổ trong một thời gian dài ngay cả khi mọi người trong cung điện của công thức đều phục vụ công chúa nhỏ bằng cả trái tim nhưng chỉ những người thân yêu nhất mới có thể thực sự khiến cô bé ấy mở lòng ra công thức vicente cũng hiểu ý nghĩa của lời nữ giúp việc mẹ của ivaner chính là người phụ nữ duy nhất anh từng yêu chỉ điều này thôi đã khiến anh yêu thương con gái nhỏ của mình hết lòng nhưng tình yêu này cũng khiến anh tự trách rằng tại sao không thể cứu con gái bé bỏng của mình sớm hơn lần đầu tiên vị công thức này cảm thấy bất lực đồng thời anh cũng quyết định rằng phải yêu thương ivaner nhiều hơn nữa trong tương lai đã đến giờ em tối người giúp việc lại cẩn thận đặt đồ em trước mặt ivaner để tránh cho cô bé sợ làm vỡ gốc thậm chí còn chu đáo đặt thức em xuống sàn nhưng ivaner lại nghĩ tất cả chỉ là một giấc mơ nhưng khi em thử mùi vị thực sự của bánh mì uống nước dâu tây chua ngọt trong miệng và dù không biết cô hầu gái trước mặt sẽ oánh hay trời cô, nhưng điều này nhắc nhở Ivaner một lần nữa rằng đây không phải là một giấc mơ, người giúp việc luôn mỉm cười với cô, nụ cười ấy giống như một mặt trời nhỏ ấm áp, nhưng Ivaner vẫn thường thu mình trong góc phòng, mái tóc dài của cô bé đã che gần hết khuôn mặt dễ thương ấy, vào ban đêm, nhưng không hề có ai đến oánh cô, trong lòng Ivaner chợt nảy sinh chút hy vọng, cô nghĩ mình có thể tiếp tục ở lại nơi này sao? Họ đã cho cô bánh mì ngon, ngoài ra còn có nước quả chua chua ngọt ngọt, lần đầu tiên cô bé cảm thấy ấm áp, sau một giây âm thanh cạch cạch vang lên cô ấy như một con chim sợ hãi nhanh chóng ngồi bật dậy trong lòng cô thầm than thở rằng rốt cuộc mọi chuyện vẫn xảy ra giấc mộng đẹp của ivaner đã tan vỡ cô gái run rẩy hỏi ngài đến đưa tôi đi lấy sức mạnh của tôi sao sau đó cô quỳ dạp người trên mặt đất tôi nhất định sẽ vâng lời mà hãy cho tôi sống ở đây tôi không muốn quay lại nhà tu nhưng ivaner không biết chuyện gì đang xảy ra trước mắt mình người đàn ông lạ này chính là bố của cô bé công thức rất đau lòng gọi tên cô con gái bé bỏng của mình sau đó anh quỳ một chân xuống cô bé quên mất việc cầu xin sự thương xót trong giây lát ngẩn ngơ nhìn vào mắt vicente cô nghĩ ngài ấy cũng có đôi mắt mèo công thức nhẹ nhàng nói yên tâm ta sẽ không oánh con cũng không lấy đi sức mạnh của con ta sẽ không làm bất cứ điều gì tổn thương con vì thế con không cần phải cầu xin ta bên cạnh đó ta cũng sẽ không bao giờ để con phải vào tò một lần nữa bởi vì đây là nhà của con mà sẽ không ai có thể làm tổn thương con ở đây con sẽ được hạnh phúc đôi mắt mèo của vicente ánh lên nỗi buồn và sự đau khổ mặc dù có thể con không tin điều đó nhưng ta yêu con rất nhiều ivaner mở to đôi mắt ngạc nhiên nghĩ ngài ấy nói yêu mình sao thật kỳ lạ bởi vì người duy nhất yêu thương cô là người mẹ đã chết của cô nhưng điều cô gái không biết là người đàn ông trước mặt không phải là người duy nhất yêu cô lúc này hai anh chị của ivaner vừa xuống xe trở về nhà nghe người quản gia đen nói rằng em gái họ đã về hai người lập tức trở nên háo hức em gái ta đã về với cô uyghur sao đen chỉ đành thở dài ngài uyghur đã mất cách đây hai năm tiểu thư nhỏ cũng bị bách cốc từ đó và bị dày vò trong suốt hai năm trước khi trở về nhà hai anh em mở to mắt ngạc nhiên, ngài Uyghur đã hy sinh thân mình, để tiêu diệt tất cả quái vật, đổi lấy cuộc sống hòa bình và mãn nguyện bây giờ. Nhưng một số người đã bách cốc tiểu thư Ivana, chúng cũng khai thác sức mạnh được thừa hưởng từ cô Uyghur, suốt cho đến khi bá tước Iron giải cứu tiểu thư ra ngoài. Hai anh em siết chặt nắm tay, họ thề sẽ giết chết lũ khốn đã bách cốc em gái mình. Cô giúp việc lại mang đồ ăn ngon đến cho Ivana, Ivana liền đưa mỗi người cẩn thận. Sau đó cô bắt đầu ngấu nghiền ăn bữa sáng, nhưng đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên, cô lại đặt bữa ăn quý giá của mình xuống vội vã và thu nhỏ lại thành một quả bóng người giúp việc a liền an ủi tiểu thư nhà mình sẽ không có ai đưa ngài đi được cả a tới cửa trời người quản gia tên đen từ giờ trở đi không ai được làm phiền tiểu thư khi đang en nữa ngài ấy tưởng ông đến đây để lấy đi sức mạnh nên đang en thì dừng lại giữa chừng quản gia đen thừa nhận sai lầm của mình sau đó ông ấy giải thích ý định của mình đây là món quà của tiểu thư Valerie và thiếu gia luan gửi cho ivaner a không khỏi ngạc nhiên cô không khỏi mừng cho ivaner cầm đồ trở về phòng nhận thấy cô gái vẫn ngồi bất động bụng thì gieo cồn cao nhưng lại không dám chạm vào chiếc bánh mì yêu thích của mình. Alain nhanh chóng lấy món quà mà đen vừa đưa cho mình. Tiểu thư Ivana, nhìn cái này đi ạ. Cô gái bỗng trở nên phấn khích. Là của mẹ. Cô không thể không bỏ về phía trước. Muốn xem con búp bê mèo con. Alain đưa nó cho Ivana. Tiểu thư, thật ra người có một anh trai và một chị gái. Nhìn đôi mắt tròn xe bối rối của cô bé, người giúp việc nhẹ nhàng giải thích. Dù mẹ của họ là người khác, nhưng cả ba người đều là con của ngài công tước. Vậy nên ba người là anh em. Đầu nhỏ của cô gái bỗng rối ren vậy thì cha ta đã có một người phụ nữ khác à người giúp việc kiên nhẫn giải thích không công tước và phu nhân đã chia tay từ rất lâu rồi trước cả khi gặp mẹ của ngài gặp công tước vicente và hai con búp bê này mẹ của ngài đã làm nó cho hai anh chị của ngài mặc dù ngài Uyghur không giỏi may vá nhưng cô ấy vẫn làm một cách nghiêm túc cố gắng làm những con búp bê cho những đứa trẻ của mình ivan ngơ ngác nhìn hai chú mèo con nói mẹ cũng đã tặng cho ta một con búp bê mèo nhưng nó đã bị bỏ lại trong ngôi nhà nơi bị bách cốc cô vẫn còn nhớ lúc đó mình đã đau khổ thế nào Nhìn vào mắt mèo của búp bê, cô bé vô thức nghĩ đến cha mình. Người có một đôi mắt mèo xinh đẹp, Alan lại tiếp tục dỗ dành cô bé. Tiểu thư, đây là món quà mà thiếu gia Luan và tiểu thư Valerie tặng em gái mình, nên giờ nó là của tiểu thư. Ivana không hiểu lắm em gái là gì, nhưng cô bé nghĩ nếu mẹ cũng đã làm cho họ con búp bê mèo, phải chăng điều đó có nghĩa là anh trai và chị gái không phải là người xấu. Ivana ôm hai chú mèo con trong lòng, rồi nở nụ cười rất an tâm, nhưng đây không phải là phương pháp lâu dài để trị liệu cho cô bé. Ngày hôm sau Công thức Vicente mời vị bác sĩ nổi tiếng nhất Đế quốc Sullivan Ellen tới, nhưng cô có nguyên tắc riêng của mình. Cô đã từ chối lời mời của nhà quý tộc, rồi xây dựng bệnh viện cho người nghèo. Công thức đã nhìn thấy tài năng của Sullivan, chỉ những bác sĩ tốt bụng như cô mới có thể thực sự đi vào trái tim đầy vết thương của cô con gái nhỏ của ta. Sullivan từ chối ra mặt, "Xin lỗi nhưng tôi không thể ở lại. Tôi không muốn thành bác sĩ chữa trị riêng cho một người." Nhưng Vicente lại không quan tâm đến vấn đề này, "Hãy đưa ra quyết định của cô sau khi gặp trực tiếp con bé." nhưng khi Sullivan nhìn thấy cô gái co do trong góc, cô ngay lập tức cảm thấy xấu hổ vì sự kiêu ngạo trước đây của mình, nhìn thấy tình trạng tồi tệ của cô bé, bàn tay đang cầm hộp y tế của cô vô thức siết chặt lại. Sullivan bước tới và tự giới thiệu mình, nhưng đổi lại Ivaner lại dùng mình, cô ấy sợ người lạ này. Sullivan lại thân thiện cười nói, tên tôi quá dài, vậy Ivaner có thể gọi cô là ít, có vẻ biệt danh của chúng ta giống nhau đúng không? Tiểu thư cũng có biệt danh ít, bác sĩ cố tình thu hút sự chú ý của cô, biệt danh quen thuộc làm cô nhớ đến mẹ mình. Sullivan được đà tiếp tục làm quen tôi có thể gọi Ivana là ít được không? Cô bé cuối cùng đã phản ứng lại, rồi đồng ý gật đầu. Nụ cười của Sullivan càng sáng hơn. Ít và cô có cùng biệt danh. Cô rất vui đó nha. Giống như mẹ của Ít yêu Ít vậy đó. Bác sĩ đã nói với Ivana dựa trên cảm xúc của chính mình. Cảm giác hạnh phúc khi được yêu này. Cô bé không hề mong đợi nó. Rồi Ivana ngẩng mặt rụt rè hỏi. Yêu sao? Cô bé không hiểu lắm. Bác sĩ bảo Ivana, giống như một người mẹ yêu con. Tưởng rằng trái tim cô bé đã mở rộng. Nhưng một giây sau, Ivaner đưa tay ra và nói cô có thể lấy đi sức mạnh của ít, vì bây giờ đã có bé mèo rồi, nên body tôi có thể chịu đựng được. Sullivan tiếp tục kiên nhẫn nói, cô sẽ không lấy đi sức mạnh của ít đâu, cả ngày mai và ngày kia, cô cũng không lấy. Ivaner nhìn Sullivan đầy nghi ngờ, bởi vì cô không cần sức mạnh của ít. Ivaner kinh ngạc há miệng, nhưng mọi người đều muốn sức mạnh đó, không có ai là không muốn cả. Sullivan hỏi cô bé, mẹ của ít cũng như vậy phải không? Bà ấy đã lấy mất sức mạnh của ít sao? Cô gái lắc đầu thật mạnh, bác sĩ lại mỉm cười đáp lại, cô cũng giống như mẹ của ít thôi không cần sức mạnh của ít và cô cũng rất yêu quý ít sullivan đã chọn cách chủ động làm quen với ivaner bác sĩ nhìn cô bé mỉm cười nói vậy hôm nay chúng ta cùng chơi nhé ivaner có chút ngạc nhiên nghĩ mọi người khác đều nhìn cô bé từ trên xuống nhưng vị bác sĩ này lại sẵn lòng nhìn mình từ dưới lên cô bé hạ cảnh giác xuống và gật đầu alan ở bên cũng nở nụ cười mãn nguyện nghĩ hy vọng tiểu thư sẽ ngày càng khỏe hơn sau khi điều trị sullivan liền thở dài dù đã biết chuẩn bị sẵn tinh thần rồi nhưng sự thật còn tệ hơn cô tưởng tượng rất nhiều cô ấy không chỉ nhỏ hơn những đứa trẻ khác cùng tuổi, body cũng được bao phủ bởi các vết thương kích thước lớn nhỏ khác nhau, và cả vết cắt và vết bầm tím. Ngay cả một đứa trẻ lang thang ngoài đường phố cũng không đến nỗi, bị chấn thương như vậy. Một vị bác sĩ luôn có tâm tính tốt, nhưng tức đến nỗi không khỏi trời thầy lớn tiếng, nhớ lại sự kiêu ngạo trước đây của mình. Cô cảm thấy mình thực sự đáng chết, nhưng điều quan trọng nhất bây giờ là cô phải nhanh chóng, đóng gói hành lý của mình và chuyển vào cung điện công tước. Nhưng trước khi rời đi, Sullivan cũng có chuyện rất quan trọng muốn nói với Vicente. Khi công thức trò chuyện cùng bác sĩ xong, liền vội vã đến phòng con gái mình, khoảnh khắc cửa mở ra, Ivaner nhẹ nhàng hỏi: Ngài đến đây để lấy đi sức mạnh sao? Trái tim Vicente đang dỉ mếu, anh nghĩ hình như lời Sullivan nói là đúng. Bây giờ cô bé không nhận ra anh là cha của cô, và bác sĩ cũng nói với anh ấy không nhận sức mạnh và không lấy đi sức mạnh. Vậy thì body Ivaner sẽ ngày càng yếu ớt. Việc phải làm lúc này là để cho Ivaner tin rằng họ sẽ không bao giờ làm tổn thương cô ấy. Thay vì chỉ an ủi bình thường, Vicente làm theo lời bác sĩ và nhìn đứa trẻ trước mặt. Ivaner, ta hứa với con rằng, không ai có thể thức đi sức mạnh của con hoặc làm tổn thương con, cha sẽ bảo vệ con, nhưng cô gái gần như hét lên trong vô vọng, những người khác trước đây cũng đảm bảo điều này, cô ôm hai con búp bê mèo con trên tay, nhưng đột nhiên Vicente nhớ lại lời bác sĩ đã nói, Ivaner chỉ buông lòng cảnh giác với những chuyện liên quan đến Wigger, vì thế anh chịu đựng cảm giác đau đớn trong tim mình kể cho cô bé nghe, căn phòng này là nơi mẹ con sống, đúng như mong đợi, Ivaner đứng dậy ngay lập tức, hai chữ hào hứng được viết trên khuôn mặt của cô bé. Sau đó công thức giới thiệu tiếp, mẹ con vô cùng yêu thích quang cảnh phía ngoài cửa sổ, vậy nên cha mới muốn để con ở trong căn phòng nơi mẹ con từng sống. Ivaner tròn mắt ngây thơ hỏi, "Tại sao?" Vì con là con gái của cha mẹ, cô bé dùng đôi mắt dễ thương ấy nhìn người cha trước mặt mình, "Bởi vì con là con gái của cha." Mặc dù cô ấy không hiểu con gái là gì, nhưng cô hiểu được cảm xúc ấm áp này. Thế là Ivaner vô thức gật đầu, đồng ý sống trong phòng này, công thức cũng liền nở nụ cười nhẹ nhõm, "Con có thể sử dụng bất cứ thứ gì bạn muốn trong phòng." vì tất cả những thứ này đều thuộc về mẹ con ivaner sững sờ một lúc con có muốn thử ngủ trên giường hôm nay không những lời này cuối cùng đã khiến cô bé bước ra khỏi góc tối muốn chạm vào chiếc giường nơi mẹ mình đã từng ngủ nhưng đứa trẻ ấy còn quá nhỏ nên thật khó để leo lên cô đứng đỏ mặt một lúc vicente bước tới giúp cô cô gái sợ đến mức run rẩy mỗi cái chạm nhẹ đều gợi cô nhớ về quá khứ đau thương ivaner rất sợ hãi tại thời điểm này cô nhìn thấy một chiếc chẫn trong tay cha mình chiếc nhẫn giống hệt của mẹ đột nhiên cô có ý muốn nhìn kỹ hơn Vicente thậm chí còn chủ động bước tới để cô chạm vào tay mình. Ivana còn kể rằng mẹ cô đeo nó hàng ngày, vì thế có cảm giác như nhiệt độ của cô ấy. Vicente nghĩ mỗi ngày sao? Đôi mắt của công thức mở to trong giây lát, nhủ thầm hóa ra Luisa không quên lời hứa của họ. Công thức bế con gái lên và đặt cô lên giường. Anh đang định đi thì, con gái chủ động nắm lấy tay áo anh. Ngài đi sao? Công thức trả lời với một nụ cười. Yên tâm, cha sẽ luôn ở bên cạnh con. Cô bé ngơ ngác nhìn nụ cười của cha mình nghĩ, ông ấy lại cười nữa rồi kẻ nào lấy đi sức mạnh của cô đều cười một cách đáng sợ, nhưng nụ cười của Vicente rất đẹp. Ivana nắm lấy bàn tay to lớn của cha mình, rồi an tâm nhắm mắt lại và chìm vào giấc mơ ngọt ngào. Khi mở mắt ra lần nữa thì trời đã sáng rồi. Ivana thức dậy với mái tóc như tổ quạ, cô ấy không thể sống thiếu chiếc chăn ấm áp và thơm tho này. Rồi cô nhớ đến bàn tay ấm áp của cha. Ivana thực sự muốn cảm nhận sự ấm áp đó một lần nữa. Vừa nghĩ thì bác Tào đã đến, người cha già đã đứng trước cửa bưng thức ăn cho con gái mình. Khi mở cửa thấy cô bé vừa mới thức dậy, nhưng lại thấy Ivana đang cô xuống khỏi chiếc giường. Giây tiếp theo cô bé đã hạ cánh vững chắc trên mặt đất, cho dù có bị thương, Ivana cũng không muốn trở thành một chú chim nhỏ trong vòng tay cha mình. Tiếp theo một câu nói trôi chảy khiến người khác trở thành đàn ông ngạc nhiên, nhưng Ivana vỗ sàn một cách hống hách. Vicente liền hiểu ra, đặt bữa sáng xuống ngay lập tức, hai tay trái phải của cô bé đều là dâu tây, cô nhai rất cẩn thận. Vicente thầm nghĩ con gái mình dù gầy gò và nhỏ con nhưng lại en rất khỏe, trông thấy vậy liền cảm động rớt nước mắt nó khiến anh nghĩ rằng một cái miệng nhỏ có thể được nhét rất nhiều có ba quả dâu tây còn lại trên đĩa người cha già lấy một cái sau đó đút cho ivan n con gái cũng không khách sáo en hết vicente suýt khóc khi thấy cảnh này ban đầu anh chỉ muốn chỉ cho con gái cách sử dụng đĩa nhưng sau khi thấy ivan n rất ngon anh cảm thấy thật nhẹ nhõm đồng thời anh cũng hiểu lý do tại sao người ta thích đút cho con em công thức nhớ lại lời Sullivan đã nói cha mẹ vừa sống cùng con cái vừa hiểu hơn về chúng công thức đại nhân thầm nhủ mình sẽ làm một người cha thật tốt anh thề với con gái mình sẽ nỗ lực hơn nữa, ta sẽ cố gắng hơn nữa để đối xử tốt với con. Cô bé không biết điều này có nghĩa là gì. Ở một bên phía khác trong dinh thự, tin tức công thức tự tay đút bữa sáng cho Ivana đã lan truyền khắp toàn bộ biệt thự. Luan và Valerie ngạc nhiên hú vía, em gái ta không phải sợ tiếp xúc với đàn ông trưởng thành sao? Chúng tôi cũng muốn gặp em ấy. Lúc này Sullivan bước vào và nói, em gái của hai vị đã bị tổn thương rất nhiều, vì vậy cô ấy đặc biệt sợ người lạ. Nếu em gái hai người sợ hai người thì sao? Valerie tò mò hỏi Sullivan nếu là ký ức bị oánh thì bọn ta cũng có một kho nha sullivan bất chợt ngộ ra luan và valerie cũng từng bị mẹ giày vò và công thức và cựu công nương cũng ly hôn vì điều này những đứa trẻ có cùng nỗi đau tiếp xúc có thể phản tác dụng nhưng bây giờ ba đứa trẻ đều có cùng trải nghiệm có lẽ họ có thể chiếm được lòng tin của Ivaner. cặp song sinh lặng lẽ xuất hiện trước cửa phòng ngủ của em gái mình nhìn người em gái họ chưa từng gặp bao giờ hai người không thể nhịn được cảm thán nhỏ con quá chúng ta đâu có thấp như vậy đâu vừa nói cả hai vừa trời kẻ xấu đã nhắm đến em gái mình không ngờ giây tiếp theo, Ivaner đã phát hiện ra họ, đôi mắt mèo tròn xe nhìn qua, Luan và Valerie chào cô bé một cách vụng về, rồi giới thiệu mình là anh chị của Ivaner. Cô bé ôm hai chú mèo con ngơ ngác nhìn họ, cô nghĩ họ thực sự trông giống hệt nhau. Valerie nói một cách thận trọng, con mèo bông hợp ý em không? Nó vốn là vật ngài Uyghur làm tặng bọn anh, là món đồ chơi bọn anh chân quý nhất đó. Ba chữ chân quý nhất khiến Ivaner đột nhiên thấy rất lo lắng, cô nhanh chóng quánh rơi con búp bê, rồi lại quỳ trên mặt đất và liên tục xin lỗi. Hãy tha thứ cho em, em thực sự không có en cấp, em sai rồi, làm ơn đừng, nhốt em vào trong tu. Luan và Valerie nhìn em gái mình với đôi mắt ngạc nhiên, cô bé cầu xin họ tha thứ, gần như một phản xạ tự nhiên, dù họ đã có kinh nghiệm bị mẹ giày vò, nhưng hai người thà bị oánh và chịu đau khổ, cũng không quỳ xuống cầu xin sự thương xót, mà một đứa em gái mới tí tuổi, đã phải từ bỏ thể diện để đổi lấy sự sống. Họ nhanh chóng quỳ xuống theo ivaner tụi anh đã sai rồi, tụi anh không hề nghĩ rằng em đã en trụng, chỉ là tụi chị cảm thấy rất vui, khi em đã ôm bé mèo mà bọn chị đã tặng thôi. Ivaner không biết hạnh phúc nghĩa là gì. Cô bé lặp lại từ đó nhiều lần. Hai anh em nhặt búp bê mèo từ dưới đất lên, rồi cười nói, em chính là đứa em mà tụi chị đã chờ đợi một khoảng thời gian dài. Vì vui quá nên đây chính là món quà tụi anh tặng cho em đấy. Những lời nói nhẹ nhàng của Luan và Valerie khiến Ivaner buông lỏng cảnh giác ngay lập tức. Cô ôm chặt chú mèo con, tỏ lòng biết ơn với đôi má hơi hồng lên. Ivana giống như một chú mèo con kiêu hãnh. Vừa rồi cô bé chưa sẵn sàng chủ động đến gần, bây giờ cô lại chủ động để lộ ra bộ mặt dễ thương khả ái của mình. Hai anh em song sinh lập tức tan chảy. Cô bé có chút bối rối hỏi. Nhưng mà tại sao lại chờ em? Luan mỉm cười trả lời. Vì chúng ta là một gia đình. Cuối cùng khi Sullivan đến, ba đứa trẻ rất nhanh đã thân thiết với nhau. Trước sự thúc giục của bác sĩ, hai anh em hoàn toàn bất đắc dĩ rời xa em gái. Sullivan mỉm cười hỏi. Để tôi nói với ngài công thức nhé. Hai người giống như chuột gặp mèo. Lập tức co giò chạy đi thật nhanh. Chị sẽ ghé lại nhé em gái. Gặp lại sau nha Ivana. Sullivan thử dò hỏi Ivana hai người đó có vẻ thích ít nhỉ íp có thích họ không cô bé ôm con búp bê và không trả lời nhưng vẻ mặt đỏ bừng cũng đủ giải thích điều đó bác sĩ rất vui liền quỳ xuống và cẩn thận kiểm tra ngón tay cô bé cô nghĩ thầm bị thương nặng như vậy người lớn bình thường đã kêu lên đau đớn nhưng cô bé 5 tuổi này lại thơ đến vậy cũng có thể nói nỗi đau của việc tước đi sức mạnh của một đứa bé còn lớn hơn cả vết thương body này bác sĩ không khỏi nghẹn ngào một lúc sau khi cô ấy đặt cái nhíp xuống liền nhẹ nhàng nói ra từng chữ từ giờ sẽ không có những việc như vậy nữa đâu chúng ta sẽ bảo vệ cháu. Ivaner lại không hiểu bảo vệ là gì. Bác sĩ giải thích rất kỹ cho cô. Cha cháu anh chị của cháu và ta cùng mọi người trong đây sẽ bảo vệ cháu như mẹ của cháu đã làm. bất cứ ai cũng không thể ức hiếp ít được nữa. Ivaner có chút bối rối, nhưng cô nhớ lại những gì anh trai và chị gái cô đã nói trước đây. cô ấy ngập ngừng hỏi, bởi vì bọn họ là một gia đình. Sullivan cảm thấy vất vả mấy ngày nay đều đã được đền đáp. cô suýt khóc vì cảm động. sức mạnh này là của riêng ít, chỉ có cháu mới có thể quyết định. điều này gợi lại những ký ức đau thương của cô bé những kẻ xấu nói rằng, cô chỉ tồn tại để chia sẻ, sức mạnh của mình cho mọi người, chờ cho đến khi Sullivan rời đi, Ivana ngơ ngác nhìn vào tay mình nghĩ, đây là sức mạnh của mình sao, cô gái mơ thấy một luồng ánh sáng trong đêm tối, hơi ấm quen thuộc này làm cô nhớ đến mẹ mình, Ivana cứ thế ngủ quên như vậy, Vicente nhìn con gái ngủ ngon lành, và còn có nụ cười trên môi, đây là lần đầu tiên thấy con cười đó, người cha già nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc của con gái mình, con có sức sống kiên cường, giống hệt mẹ con vậy, nói rồi công thức tao nhã ôm cô công chúa của mình lên giường đi ngủ, anh ấy chỉ ngồi bên giường và trông cô cả đêm. Sáng sớm ngày hôm sau, Ivaner tỉnh dậy và nghe thấy lời chào của cha mình, con ngủ ngon không, con có đói không? Ivaner thành thật gật đầu, sau đó Vicente mang bữa sáng tới, có bánh mì và dâu tây yêu thích của cô bé. Ivaner cảm thấy hạnh phúc khi vừa thức dậy, lại có thể có đồ ăn được bưng tới tận giường như vậy. Cô bé cảm thấy rất hạnh phúc, nhưng công thức nhìn cô và cảm thấy có gì đó không ổn. Tay con không đau sao? Cô bé đang tập trung ăn uống, nhưng vẫn lắc đầu và nói không đau. Người cha già khó khăn, hỏi câu hỏi xuất phát từ tận đáy lòng. Vậy nên con đã tháo băng ra rồi à? Ivaner lại vô thức nói xin lỗi. Tim Vincente lập tức nhói đau. Nếu con không thích bị băng lại thì cứ nói. Cha sẽ không tức giận. Ivaner thấy có điều gì đó xảy ra với mọi người. Cô dường như hiểu nhưng lại không hiểu. Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy được quan tâm như vậy. Chỉ là do con thấy khó chịu nên mới tháo ra. Công thức cũng thường xuyên bị thương. Nên anh hiểu cảm giác khó chịu này. Nhưng Vicente vẫn kiên nhẫn nói với con gái mình. Nhưng nếu con không đeo băng, vết thương sẽ lành chậm hơn thậm chí có thể ngày càng đau hơn. Ivaner cảm thấy thật kỳ lạ, nhưng cô chưa bao giờ cảm thấy đau hết. Công thức cao mày. Hai bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của con gái. Thực tế những vết thương trên body không có nơi nào không đau cả, chỉ tại vết thương cũ quá đau đớn nên con không cảm nhận được những nỗi đau khác thôi. Rồi anh cúi đầu hôn nhẹ lên cánh tay con gái mình. Cha sẽ luôn bên cạnh Ivaner, sẽ không để con bị tổn thương lần nữa. Nỗi đau và vết thương nhất định sẽ lành, và nếu con chia sẻ nó với người khác nó sẽ biến mất nhanh hơn. Ivaner cảm thấy thật kỳ lạ. Lúc này đây cô bé cảm thấy một nỗi đau nhói khi cha nói muốn cô nói chuyện với ông ấy chia sẻ những vết thương và nỗi đau cô cảm thấy như trái tim mình nó ngứa như bị cắn ivaner chủ động đưa tay chạm vào mặt vincente cha sẽ ở cạnh con sao vincente mỉm cười đáp lại cha sẽ ở cạnh con bất cứ lúc nào con muốn ivaner cảm thấy vết thương giờ không còn đau nữa cô nghĩ cha chắc hẳn đã xoa dịu nỗi đau của mình sau một thời gian được bao bọc bởi tình yêu thương của mọi người cô bé dần dần không còn giống một con chim sợ hãi nữa bác sĩ nghĩ có thể sớm đụng chạm thân mật hoặc tắm được. Ivana bây giờ cũng chủ động khám phá thế giới bên ngoài, giống như cắn một quả bóng. Đây là cái gì? Không ngon chút nào. Sullivan cười ngặt nghẽo bên cạnh, cảm thấy cô bé rất dễ thương. Rồi anh quay lại và dạy Ivaner từng bước, cách chơi bóng như thế nào. Cô bé muốn tự mình thử chơi, nhưng bóng nhỏ không chịu nghe lời cô. Cô bóng bỏ trốn rồi. Sullivan liền cảm thấy có động lực chơi cùng cô bé. Vậy thì hãy cùng nhau túm nóa. Hai người cứ như vậy chạy một lúc lâu. Cuối cùng bác sĩ cũng mệt là nằm xuống. Tiểu thư chúng ta hãy nghỉ ngơi trước đã. Ivaner ngồi ở bên cạnh đột nhiên hỏi, chị bác sĩ, thế giới bên ngoài như thế nào vậy? Tiểu thư nếu cô tò mò cô có muốn ra ngoài xem không? Thế giới xám xịt đúng không? Sullivan nghe xong có chút bối rối, thế giới của em là vậy đó. Bác sĩ choáng váng, cô cảm thấy buộc phải nói với công thức về điều này. Sullivan liền đi đến phòng của Vicente, chuyện gì vậy? Tôi có chuyện muốn hỏi ngài về mẹ của Ivan. Sắc mặt công thức chợt trở, trở nên nặng nề, thư phòng chỉ còn hai người ở lại Vicente hỏi, người muốn hỏi chuyện gì? Đại Thánh Linh có thể đoán trước được tương lai không? Nói trước tương lai là quyền năng của Chúa. Dù mẹ của Ivaner có là thánh thần vĩ đại, nhưng cô ấy không phải là thần. Bác sĩ xấu hổ hỏi tiếp. Lỡ như cô Uyger không muốn nói cụ thể với ngài thì sao? Công thức nghe xong trắng váng, Dây tiếp theo một ý định giết người mạnh mẽ xuất hiện. Nếu cô ấy có thể đoán trước được tương lai, đã không để cho con gái ta trở nên như bây giờ. Sullivan nhanh chóng giải thích. Ivaner vừa kể cho tôi cách cô ấy nhìn thế giới. Không chỉ một màu xám tối tăm ánh lửa rực cháy, mà còn bị bao phủ bởi những con quái vật. Nhưng tất cả điều này đã xảy ra từ rất lâu rồi. Công thức vẫn không muốn tin điều đó nói, có lẽ đó là do những người có tham vọng sức mạnh của con bé. Nói với nó, Sullivan đang định nói gì đó nữa, nhưng Công thức đã ngắt lời cô, anh vẫn không muốn tin rằng vợ anh có thể chứng kiến con gái mình chịu đau khổ như vậy. Rồi anh hỏi thăm tình hình hiện tại của Ivana, nghe nói con gái bây giờ có thể chơi đùa như trẻ con, Công thức mỉm cười vui vẻ, anh ấy không muốn nghĩ về Luisa lúc này, anh ấy chỉ muốn trở thành một người cha tốt, cô gái ở đây không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng may mắn thay cô ấy đang chơi với các anh chị của mình mau bắt anh ta nhanh lên, anh ấy bỏ chạy rồi. Hai người song sinh cẩn thận phối hợp cùng với em gái, vậy thì hãy mau chạy nhanh lên. Ivaner nghiêm túc, lấy lời nói của Luan và Valerie làm quân lệnh, bắt bóng với vẻ mặt nghiêm túc, rồi vui vẻ la lên với anh chị như bắt được tội phẹp, cả hai cũng không ngần ngại khen ngợi em gái mình. Suốt cả buổi chiều, hai đứa trẻ to xét, cảm thấy thể lực của họ không bằng em gái mình, cả ba ngã xuống đất nghỉ ngơi. Valerie chợt đề nghị, lần này hãy chơi dưới nước nhé. Ivaner đã ở đây rất lâu, tóc và cơ thể đã có màu xám, nhưng để bảo vệ cho cô bé, họ chưa bao giờ cho cô tắm đúng cách. Ivaner chỉ nghĩ thời điểm để tắm rồi đó. Ivaner cũng dần dần chấp nhận mọi chuyện về gia đình này. Theo lệnh của Valerie, Alan đổ rất nhiều nước vào bồn tắm lớn. Sau đó ba người cùng nhau chơi bên trong. Ivan nhớ rằng mẹ đã từng tắm cho cô khi còn nhỏ. Bà ấy thả cô vào một cái xô, cô ấy nghĩ nó cũng giống như vậy, vì thế đã gật đầu đồng ý. Valerie gật đầu hào hứng, yêu cầu người giúp việc chuẩn bị nước tắm. Alan rất xúc động sau khi nghe lệnh, nhủ thầm tiểu thư cuối cùng cũng chịu tắm sau khi xem xét mọi thứ đã xong xuôi, cô đưa Ivan vào phòng tắm, nhưng sau khi cô bé nhìn thấy mọi thứ trước mắt, đồng tử đột ngột giãn ra, đôi mắt đầy tuyệt vọng cùng nỗi đau bị khó chịu, cô ngã xuống đất run rẩy, không ai biết vì sao cô đột nhiên lại sợ hãi như vậy, mọi người đều lo lắng và tiến tới kiểm tra, nhưng lại bị Ivan né tránh, mọi người đều là kẻ nói dối, ta sẽ bị giấu ở trong đó, không phải đã bảo là không cần sức mạnh của ta sao? Những giọt nước mắt đau đớn lăn dài trên má cô bé, đây không phải là phòng của mẹ tôi phải không? Mẹ ta cũng bị nhút ở đây. Rồi bị lấy đi sức mạnh, cô chỉ vào bồn tắm màu trắng ở giữa phòng tắm, điên cùng hét lên, cái bệ thờ đó là nơi đã giày vào mẹ ta phải không? Lúc đó mọi người mới phản ứng lại, vì đó là bồn tắm bằng đá cẩm thạch, đúng vậy, bệ thờ chuẩn bị cho thần linh đều có màu trắng, vì thế khi Ivaner nhìn thấy sẽ nghĩ bồn tắm đó được coi là bệ thờ, thật là một tình huống dễ gây hiểu lầm mà. Nhưng Ivaner dường như không chịu tiếp thu, cô bé quỳ trên mặt đất, thu nhỏ mình thành một cục bông và không chịu nghe lời giải thích của ai rõ ràng là mọi người đã nói rằng sẽ không lấy đi sức mạnh của ta, nói sẽ bảo vệ ta. Hu hu hu, đau quá đi, cô bé thậm chí còn cảm thấy vết thương của mình đang đau nhức. Valerie nhìn cảnh tượng trước mắt, đau lòng rơi nước mắt dùm đứa em nhỏ bé của mình. Cô thầm tự trách họ đã không kiểm tra kỹ càng mọi thứ. Ivana gần như gục ngã, Vicente cũng chạy vào phòng khi nghe thấy tiếng hét của con gái, ôm con gái mình trong vòng tay, rồi nắm tay và an ủi cô ấy. Ivana tỉnh lại đi, nhưng cô bé không thể nghe thấy gì nữa. Dưới dòng nước mắt của sự tuyệt vọng, cô lặng lẽ lẩm bẩm một mình. Nếu các người muốn sức mạnh, cớ gì phải lừa dối tình cảm của ta, lấy đi và mang hết đi, nếu muốn hãy lấy đi, làm ơn, nhanh lên và kết thúc điều nhẫn tâm này. Đôi mắt của Công thức ngạc nhiên mở to, không biết phải trả lời thế nào. Anh ấy không đau sao? Anh thể những kẻ đã làm tổn thương con gái mình, anh sẽ truy xét đến tận cùng thế giới, trở lại gấp 100 lần như vậy. Công thức hiền lành bỗng trở nên trầm mặc, Vicente không thể kiểm soát được cảm xúc của mình, liền quay ra nói với Valerie, cuối cùng chuyện gì đã xảy ra? Đó là một sự hiểu lầm công thức ôm lấy cô con gái nhỏ đang hét lớn, cô đang đắm chìm trong nỗi buồn. Ivaner hãy mở mắt ra và nhìn kỹ đi con. Công thức ôm lấy vai cô, rồi để cô ấy nhìn thẳng vào điều cô ấy sợ nhất. Sau đó anh ta rút kím ra và chớm luôn bồn tắm với một tiếng nổ, toàn bộ mảnh đá cẩm thạch biến thành những viên đá nhỏ. Vụ việc này đã làm Ivaner giật mình tỉnh lại. Cô ngồi đó ngơ ngác nhìn cha mình. Người đàn ông cao lớn tuyên bố với giọng trầm: "Bệ thờ đã sụp đổ rồi. Những thứ dày vào con cũng chỉ có vậy mà thôi." Khi đó công thức tỏ ra rất men lì trước mặt con gái mình. Ivaner con thừa sức để phá vỡ thứ đó ít ngẩng đầu lên đầy hoài nghi nhìn anh con thực sự có thể phá hủy nó sao công thức tự tin đáp tất nhiên rồi mẹ con và cha có thể làm được con thật sự có thể sao eva cứ lặp đi lặp lại con thực sự có thể làm điều đó không nỗi đau dày vào cô bé suốt hai cuộc đời nhưng sự thuyết phục nhẹ nhàng của vincente đã giúp cô bình tĩnh lại cha hứa với con cha sẽ chỉ con tất cả mọi thứ tới khi con có thể tự phá hủy nó cha sẽ dạy con tất cả các kỹ năng kín thuật vì thế đừng sợ ivaner cuối cùng cũng thoát ra bóng tối trong lòng cô ôm lấy cha mình và không ngừng hét lên cha ơi, dù Vicente có đang rơi nước mắt, nhưng đó là những giọt nước mắt của sự nhẹ nhõm. Cuối cùng thì, những hiểu lầm đã được gỡ bỏ, những bong bóng màu hồng khiến Ivana cảm thấy rất lạ, Alan lại nghĩ rằng cô ấy thật dễ thương, và cũng không quên nhắc nhở cô gái, nếu bọt dính vào mắt người sẽ bị đau đó, người phải nhắm mắt lại, rồi cô gội đầu cho cô bé. Ivana đã thay đổi trở lại hình dáng ban đầu, nhưng cô ấy vẫn còn hơi ngại ngùng, đứng nấp sau lưng Alan. Vicente nhìn cô con gái nhỏ của mình, đột nhiên bị sốc, giống hệt như ngài Uyghur vậy đúng không? Công thức không nhịn được mà chạm vào đầu nhỏ của con gái mình, có lẽ ngài có thể thử lau tóc cho cô ấy. Công thức có chút kinh ngạc, Ivaner cũng thấy xấu hổ, chỉ có Alan cười như được mua. Giây tiếp theo công thức quỳ xuống và giơ tay ra, Ivaner cũng hiểu ý nắm lấy tay anh. Công thức nắm lấy tay con gái, muốn nhấc cô ấy ngồi lên ghế, nhưng anh nhận thấy sự lo lắng và sợ hãi trong mắt cô con gái nhỏ của mình. Anh đề nghị tự mình bế cô lên, còn cẩn thận nói, nếu con không thích, có thể nói với cha. Ivaner cảm thấy ấm áp trong lòng, Cô nghĩ tại sao mình không nói ra, nhưng cha lại thấu tiếng lòng người khác như vậy. Cô kìm nén nỗi sợ hãi ngồi xuống ghế và nói, con sợ sẽ ngã xuống. Người cha không hề nghĩ con gái mình nhút nhát, thay vào đó anh ôm cô rất ân cần. Thế thì nếu cha ôm con con sẽ không ngã. Ivana nhìn cha đầy cảm động hỏi, con không nặng sao? Mẹ con cũng thường hay như thế này, nên con đừng lo lắng. Eva nhìn mình trong gương, đôi má gầy đã dần trở nên tròn trịa hơn. Cô nhận thấy màu tóc của bố cô khác với màu của cô, là màu đen tuyền, và một đôi mắt mèo huyền diệu. Sự ngơ ngác của Ivana khiến Vicente bỗng lo sợ hỏi, con đang cảm thấy khó chịu ở đâu sao? Cô bé lắc đầu phủ nhận, không phải, con chỉ cảm thấy rằng đôi mắt của cha, tỏa sáng như một chú mèo con, giống như con búp bê mẹ làm cho con. Công thức nhìn con búp bê dù tay nghề có chút thô sơ, anh nghĩ có lẽ Luisa đã đoán trước được điều này từ lâu, nên mới làm ra những con búp bê đó. Đôi mắt anh vô thức hiện lên một tầng xương bao phủ, vào ban đêm, Ivana đã ngủ rồi, công thức cũng trở về phòng, lúc này Ken đứng cạnh anh cũng không khỏi thở dài, tôi rất ngạc nhiên vẻ ngoài của cô bé giống hệt tiểu thư Uyghur, Vicente cong môi cười, Ivana là con gái của cô ấy, điều đó không phải đương nhiên sao? Ken ngạc nhiên nói, chủ quân là người có dòng máu hoàng tộc, làm gì có chuyện dễ dàng lưu truyền như vậy, mặc dù cặp song sinh có thể thừa hưởng đôi mắt từ ngài, nhưng ngoài ra họ cũng có một mái tóc đen tuyền, còn tiểu thư Ivaner lại có tóc và mắt vàng, ý ngươi là đứa bé này, không phải con gái ta sao? Chỉ vì không có những nét giống hoàng tộc hả? Vicente biết rõ Ken muốn nói gì, sắc mặt anh chợt tối sầm đó là bởi vì Uyghur có sức mạnh thánh linh mạnh mẽ, là sức mạnh của thần, cô ấy đủ mạnh để hủy diệt hoàng gia, và Ivaner hoàn toàn được thừa hưởng đóa từ mẹ cô bé. Công thức xoa cầm suy nghĩ, nhìn Ivaner như vậy, chắc chắn cũng sẽ có người nghi ngờ thôi, họ thậm chí còn khao khát sức mạnh ma thuật của Ivaner, nên ngươi phải ở gần con bé, không thể có sai lầm nữa, rồi anh lại đến phòng Ivaner, Vicente chạm vào chán con gái đang say giấc, rồi thầm thề trong lòng, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, cha cũng sẽ bảo vệ con ngón tay của cô bé bị người khác đánh gãy tới cử động gập rũi bình thường cũng không làm được nhưng cô lại muốn luyện kiếm vì cô muốn trở nên lợi hại giống như mẹ nhưng cha lại nói với cô nếu muốn dùng kiếm thì nhất định phải chỉnh lại xương khớp đã bị giam cầm trong thời gian dài khiến xương cốt của cô toàn bộ đều bị lệch nhưng quá trình chỉnh xương rất đau đớn nỗi đau tới người lớn cũng không chịu nổi lời của bố không khiến cô lui bước giờ có nhiều người yêu thương cô như vậy ở bên cạnh cô hy vọng bản thân có một ngày cũng có thể giống như anh chị dũng cảm mạnh mẽ không sợ khó khăn nhưng khi công thức nói chuyện này với bác sĩ chủ trị của Ivaner lại bị hai người phản đối kịch liệt những điều tiểu thư trải qua từ nhỏ đã để lại ám ảnh tâm lý nghiêm trọng dù cơ thể hay là tâm lý chúng tôi đều cảm thấy tiểu thư không thích hợp luyện kiếm bác sĩ suy nghĩ đương nhiên là có logic nhưng Luisa đã từng nói mỗi người đều có một sứ mệnh khác nhau là người bảo hộ của thần cô phải ra ngoài để bảo vệ thiên hạ trở thành người được mọi người tôn kính không phải là nhàn nhã ở nhà bị người khác cướp đoạt sức mạnh con gái của anh và Louisa cũng đương nhiên là vậy dù anh sẽ luôn bảo vệ cô nhưng nếu Ivaner đủ mạnh mẽ còn phải sợ những người xấu xa kia sao? lời của công tước khiến Sullivan kinh ngạc bố mẹ yêu con cái vô cùng sâu sắc cũng chỉ tới vậy thôi cô đột nhiên có chút mong chờ sau này có thể nhìn thấy dáng vẻ Ivaner vùng kiếm như Luiser ở bên này ba đứa trẻ chơi mệt đã ngủ say nghe thấy tiếng bước chân của bố hai chị em dụi mắt ngái ngủ sau khi ôm con gái về giường công tước nhắc hai chị em nhỏ tiếng đừng làm em tỉnh ngủ nửa đêm Ivaner tỉnh dậy vì đói khi cô đang do dự có nên đi ăn gì không đã nhìn thấy bố đang ngồi ở ghế cô chạy lon ton tới bên cạnh còn chưa kịp gọi bố đã bị dáng vẻ ngủ say của anh làm bất ngờ hóa ra lúc ngủ bố lại đẹp trai như vậy lúc này tiếng bụng cô kêu lên cô bừng tình trước đây mấy năm không ăn cơm cô cũng không có cảm giác giờ không ăn một bữa bụng đã réo rồi là bố nuôi cô tốt quá rồi chăng nhìn bánh sandwich bố để lại cho mình cô không đợi được ăn một miếng ngon quá cô cảm thấy thật hạnh phúc cô cuối cùng cũng có nhà rồi so với sự bình yên ở phủ công tước Quốc Vương Đân lại suýt phát điên. Từ sau khi tế vật bị cướp đi, ông ta giống như mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối, than thở trong hoàng cung, nhất định phải tìm ra thứ đó. Sức mạnh kia đều là xe ủ ta. Trong cung điện trống rỗng rộng lớn, vang vọng tiếng cười man rợn. Người nhà đều rất yêu cô, nhưng cô lại có chút sợ hãi. Nếu như họ biết mẹ chết vì cô, có lẽ sẽ không còn yêu thương cô nữa. Kết cục như vậy cô không dám nghĩ tới. Coi như là cô ích kỷ đi. Bí mật này cô nói muộn một chút. Giờ cô chỉ muốn ở bên cạnh họ. Ivaner trước giờ đều sợ người khác chạm vào lại chủ động dựa vào lòng công tước dù trong buổi đêm lạnh lẽo cô vẫn cảm thấy ấm áp hôm sau công tước tỉnh dậy kinh ngạc nhìn thấy con gái nằm trên đùi mình không thể không nói dáng vẻ này giống hệt với vợ anh anh giơ tay muốn vén tóc rơi xóa trước mặt cô bé lúc này ivana lại tỉnh dậy hôm nay là ngày chỉnh xương dù đã có chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng khi thật sự sắp bắt đầu ivana vẫn có chút căng thẳng nhưng vì không để bố lo lắng cô vẫn an ủi con không sợ đau chắc chắn có thể nhịn được con sẽ tích cực phối hợp điều trị nhìn dáng vẻ hiểu chuyện của cô bé khiến công thức không khỏi đau lòng anh ôm lấy con gái sau đó hứa với cô mọi người sẽ luôn ở bên cạnh cô những nỗi đau này sẽ trở thành quá khứ buổi chiều huấn luyện chỉnh sướng chính thức bắt đầu động tác cưỡng chế điều chỉnh lại xương khiến Ivaner đau tới muốn chết nước mắt rơi ướt cổ áo nghe thấy âm thanh đau đớn của cô Sullivan đau lòng nghiến răng công thức càng không ngừng xin lỗi đều là do bố lơ là mới khiến con gái gặp phải những chuyện này rất nhiều lần Ivaner muốn từ bỏ nhưng mỗi lần nghĩ tới mẹ và người nhà cô lại phấn chấn trở lại do trạng thái của ivaner không tốt tiến hành trị liệu vô cùng chậm chớp mắt 3 tháng trôi qua ivaner nằm thoải mái phơi nắng trên nền cỏ khi anh chị tới vừa hay nhìn thấy cảnh tượng này mặt cô bé đỏ ửng mồ hôi chảy như mưa anh trai bắt đầu khởi động chế độ quạt chị gái vội vàng mở bình nước đổ nhiều mồ hôi như vậy sao có thể không uống bù nước được ivaner cầm lấy bình nước bắt đầu không ngừng uống lúc này chị gái lại chu đáo đổ nước ướt khăn lau mồ hôi trên mặt cho em gái ba à, anh em thật sự rất hòa thuận nghe nói buổi trà chiều nay có bánh gato dâu tây quả nhiên vừa nghe thấy dâu tây ivaner lại sáng bừng mắt tắm nằng gì đó không còn quan trọng nữa còn thật sự phát huy bản chất ham ăn tới tối đa người mà đánh vỡ ly cũng sợ tới quỷ xuống lại vứt vương miện đi như rác khiến ba bố con ở bên cạnh sợ hãi đó là vương miện đó chỉ có hoàng hậu mới được đội bệ hạ nếu đã thưởng thứ này có thể thấy vô cùng yêu quý ivaner nhưng cô lại không cho là vậy thứ này xuất hiện trong đống đồ chơi vậy không phải là đồ chơi sao nhưng vì bố cật lực tiến cử Ivaner vẫn thử đội nó lên, thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mọi người. Nhưng đoan trang chưa quá 3 giây, một câu nặng quá, đã vứt nó vỡ nát. Nhưng Ivaner không quan tâm, cô chỉ quan tâm tới bánh gato dâu tây mà thôi. Thấy vậy công thức như chút được gánh nặng. Trước giờ, những thứ Ivaner gặp phải, đều giống như hòn đá đè nặng trong tim anh. Vốn còn sợ cô bé sẽ luôn nhút nhát, giờ xem ra là anh nghĩ nhiều rồi. Vì huấn luyện chỉnh xương, cơ thể của Ivaner đầy vết bầm tím. Anh trai và chị gái lo lắng cô dùng tay không tiện. Tay nhau đút cho cô ăn, cảnh tượng thương yêu nhau như vậy khiến nụ cười xuất hiện trên mặt ivaner ngày càng nhiều mọi người đều tranh nhau muốn chơi với cô nhiệt tình quá khiến cô có chút khó chọn nhưng nghĩ tới đã có hẹn với bố cô chỉ đành tạm biệt sullivan hóa ra đồ tốt mà công thức nói chính là ảnh của mẹ chớp mắt nước mắt cô rơi xuống cô đã bao lâu không nhìn thấy mẹ rồi ivaner nhẹ nhàng xoa gương mặt trên tranh nhưng cô nhanh chóng trở nên trống rỗng bố có lẽ rất nhớ mẹ nếu ông biết mẹ vì cô mà chết liệu bố có hận cô không nghĩ mãi nước mắt cô rơi xuống ông tước lập tức phát hiện ra cô không ổn vừa nhỏ giọng an ủi vừa lau nước mắt cho cô sau đó anh chỉ vào bức tranh của ls nhìn thấy vùng đổ nát sau lưng mẹ không đó là tế bàn mà chính tay nàng ấy phá hủy nàng ấy mạnh tới có thể phá hủy bất cứ thứ gì dày vò mình con xinh đẹp và vĩ đại giống như nàng ấy vậy lời của anh không chỉ không an ủi được ivaner ngược lại khiến cô càng trách mình tại cô không có bản lĩnh chỉ đành trơ mắt nhìn mẹ chết đi buổi tối ivaner mãi không ngủ được cô đứng trước cửa sổ nhìn cơn gió thổi qua đột nhiên lời của mẹ văng vẳng bên tai người làm sai chuyện sẽ bị ánh trăng trừng phạt cô hại chết mẹ nhất định cũng sẽ bị ánh trăng trừng phạt cô bắt đầu chắp tay cầu nguyện giống như cô có thể chết đi sống lại cầu xin hãy giúp mẹ cô sống lại dù bắt cô phải trả giá bằng cả tính mạng cũng không sao hai kiếp đều bị giam cầm khiến thể xác và tâm trí cô mệt mỏi còn để lại di chứng trầm trọng từ sau khi về phủ công tước sự quan tâm của bố tình yêu của anh chị dần dần kéo cô ra khỏi đau thương cô cười càng nhiều nhưng ivaner không thể ngờ cô sẽ gặp lại người mặc áo giáp xám đó chính là người mang đồ ăn thối tới cho cô giống đám người từng xuất hiện ở nhà giam và tế đàn chớp mắt cô nhìn thấy dây xích trên tay các người vẫn không chịu buông tha cho tôi sao ivaner run rẩy dường như chìm vào trong ác mộng kỵ sĩ ở bên cạnh đã trở nên hoảng hốt anh chỉ tới để mua nước tương nhưng lúc này ivaner đã bắt đầu nói lung tung các người đều mong tôi chết dù tôi đi tới đâu các người cũng sẽ tìm tới nói rồi cô bắt đầu thở dốc nước mắt chảy thành dòng công tước nghe tiếng chạy tới vội thương xót ôm con gái vào lòng anh dịu dàng vỗ lưng cô Ivaner, bố tới rồi, con bình tĩnh một chút. Dù anh gọi thế nào, Ivaner cũng không đáp lại. Tình trạng này khiến Công tước nhớ lại dáng vẻ lần đầu gặp con gái. Kỵ sĩ ở phía xa khiến anh xác nhận, áo giáp khiến con gái nhớ lại những chuyện không tốt. Anh nhìn Ivaner thành khẩn nói, không phải tất cả những người mặc áo giáp đều là kẻ xấu. Giống như bố và mẹ con, chúng ta đều phải mặc áo giáp. Nghe tới mẹ, Ivaner quả nhiên có phản ứng. Lau nước mắt cho cô, đưa cô vào một căn phòng đầy áo giáp, nhìn trong phòng có rất nhiều áo giáp hơn nữa đều là đồ mà mẹ mặc khi còn sống bố và mẹ của con đều là kỵ sĩ mặc áo giáp thật ra là để bảo vệ bản thân không bị thương lời giải thích của anh khiến ivaner từ từ bình tĩnh lại hóa ra thứ khiến cô sợ hãi cũng có thể bảo vệ con người hơn nữa bố còn nói với cô cô có thể cầm kiếm rồi cũng sẽ mặc bộ áo giáp thuộc về mình thậm chí có thể đích thân đi giáo huấn những tên từng làm hại cô dù không biết lúc đó là khi nào nhưng cô sẽ luôn nỗ lực bước tiếp tới khi trở nên mạnh mẽ ưu tú giống như mẹ tối đó sau khi Ivaner ngủ say, công tước ở bên này còn đang làm việc. Sau khi dò hỏi kỵ sĩ kỹ càng, mới biết những lời Ivaner nói lần này, giống với lần trước, chuyện hiến tế mà cô nói, rõ ràng chưa xảy ra, nhưng nhìn dáng vẻ của cô như thật sự đã trải qua vậy. Chẳng lẽ thật sự giống như những gì Sullivan nói, Ivaner có sức mạnh tiên tri sao? Hơn nữa những lời đó còn cho thấy một manh mối, khi ma vật tràn lan một lần nữa, Ivaner sẽ bị hiến tế tới chết. Ông tước nhận ra điểm này, bắt đầu tức giận, chỉ vì một bộ giáp, Ivaner khóc tới sưng cả mắt. Nhưng sau khi được bố nhẫn nại chỉ dẫn, cô dần dần không còn sợ tới vậy nữa, hơn nữa anh chị đảm bảo với cô, họ sẽ bảo vệ cô, vì vậy áo giáo gì đó, đối với cô mà nói, chỉ là phù vân mà thôi, dù cô vẫn còn sợ tế đàn, nhưng cảm giác cũng không mãnh liệt như trước, nghĩ tới tế đàn, tâm trạng của Ivaner cũng không vui, thôi bỏ đi, vẫn là mở qua tìm thú vui vậy. Công tước tới đưa cơm, vừa vào cửa đã bị kiếm bay tới, dọa cho sợ hãi, lại có thể ném kiếm cắm chặt trên tường như vậy, thật là một thiên tài, không hổ là con gái của anh công tước cảm thấy an ủi xoa đầu con gái sau đó đặt khao đồ ăn xuống đồ ăn hôm nay có sườn heo đứa trẻ lần đầu nhìn thấy thịt đói tới chảy nước miếng trong ánh mắt gấp gáp công tước cắt cho cô một miếng thịt tới miệng ivaner lại không ăn bố không ăn cùng con à con muốn cùng ăn với bố lời của con gái khiến công tước xấu hổ đỏ mặt cười giống như thiếu niên vừa mới biết yêu khiến ivaner ở bên cạnh kinh ngạc hô lên bố cười rồi kìa quả nhiên vẫn còn là một đứa trẻ hành động vô cùng ngây thơ sau đó trong cuộc nói chuyện Ivaner mới biết hóa ra anh chị và bố họ đều ăn ở phòng ăn riêng nơi mà mọi người tụ tập. đương nhiên cô cũng muốn đi xem. Vậy là phủ công thức tiến vào cảnh giới thứ nhất. Tất cả những thứ có thể gây nguy hiểm đều phải loại bỏ. Tất cả mọi người đều mong chờ lần đầu tiểu thư vào bàn ăn. Trước sự mong chờ của anh chị, Ivaner cuối cùng cũng xuất hiện trong bàn ăn. Không có gì là không thích ứng được, chỉ có sự yêu thích đồ ăn đầy áp trên bàn. Thấy vậy công thức chu đáp cắt cho cô một miếng thịt vịt, cảm giác béo mà không ngấy, khiến Ivaner vui tới múa máy đây là đồ ăn thần tiên gì vậy? sự ngon quá, thấy em gái thích như vậy, anh chị cũng bắt đầu trạng thái đồ sát. một lát sau bụng nhỏ của Ivaner cũng bị nhét đầy đồ ăn. lúc này chị lại đẩy đồ ngọt tới, là một cốc binh su xoa. Ivaner giống như đứa trẻ hiếu kỳ, chọc tới chọc lui. sau khi thử một miếng, cảm giác mát lạnh khiến cô cảm thấy hạnh phúc muốn bay lên. sau đó bắt đầu ăn như hổ đói, ăn nhiều đồ lạnh sẽ bị đau bụng. công thức không nhịn được nhắc nhở, cô cảm thấy cô là con gái xấu xa, mẹ vì cứu cô mà hy sinh bản thân không thể hưởng thụ những thứ tốt đẹp này, nhưng cô lại có thể có được nó. Ivaner trong lòng vô cùng áy náy, nhưng tiếng vó ngựa ở phía xa, cắt ngang suy nghĩ của cô. Tiểu thư, nguy hiểm, thấy con ngựa sắp dẫm vào người cô, kỵ sĩ ở phía sau sợ tới bay hồn lạc phách, nhưng chuyện nguy hiểm không hề xảy ra, khi cách Ivaner không 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 một mét, lại trở nên ngoan ngoãn, từ con ngựa nóng nảy mất khống chế, trở thành con ngựa ngoan ngoãn nghe lời, tới kỵ sĩ ở phía sau cũng kinh ngạc, rách nổi tiếng khó huấn luyện, đây là lần đầu ôn hòa như thế, với ai khác ngoài chủ quân thậm chí còn thể hiện bằng lòng cho tiểu thư cưỡi, nhìn chân ngắn của Ivaner, kỵ sĩ đề nghị có cần anh giúp không? Lại bị tiểu thư kháng nghị, tôi không thích người đàn ông to lớn. Rõ ràng đây là phòng vệ, kỵ sĩ bị từ chối ngược lại càng nhiệt tình, anh nhẫn nại trả lời mỗi câu hỏi của Ivaner, nếu anh là kỵ sĩ do bố phái tới, vậy có lẽ sẽ không rút sức mạnh của tôi. Nghe thấy lời này, anh kinh ngạc, anh vỗ ngực thể hiện, mình tuyệt đối không làm hại con của sư phụ. Hóa ra mẹ của Ivaner từng là thầy dạy liếm của anh, đó là người mà anh sùng bái cả đời. Vừa nhắc tới Luisa, Ivaner đã buông giáp, "Vậy anh có bảo vệ em không? Mẹ nói học sinh của mình đều sẽ bảo vệ em." Lời của tiểu thư khiến kỵ sĩ có chút buồn phiền, chẳng lẽ thầy đã sớm dự đoán được có ngày này, mới nói những lời đó với tiểu thư? Nhớ lại dáng vẻ tiểu thư phát bệnh lần trước, anh lại đau lòng, anh giơ tay phải lên, "Trịnh trọng tuyên thệ, tôi tuyệt đối sẽ không rút sức mạnh của tiểu thư, nếu có người làm như vậy, tôi sẽ giết hắn thay tiểu thư." dù cảm thấy bản thân biểu đạt đủ rõ ràng, nhưng Ivaner dường như vẫn không tin tưởng lắm, nhưng so với sự phòng vệ lúc trước, tiểu thư hiện giờ ít nhất đã không còn phản kháng lại nữa bắt đầu tiếp xúc cơ thể với anh rồi thậm chí còn bảo anh ôm cô ngồi lên lưng ngựa một người một ngựa đi trong rừng ivaner lộ ra nụ cười sán lạn nếu có thể anh hy vọng tiểu thư có thể tiếp tục hạnh phúc